Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phật quang chữ vạn này giống như một mặt trời nhỏ có hào quang vạn trượng, nhưng đám cấm quân đang vây quanh cung Phi Hương đều không cảm thấy chói mắt. Bọn họ chỉ cảm thấy màn sáng rất ấm áp, còn Phật âm của Hòa Thượng Tuệ Đồng thì mênh mông, cuồn cuộn, chỉ nghe thôi đã thấy phấn chấn lòng người. Thứ ánh sáng này mang đến cảm giác ấm áp, ôn hòa cho cấm quân và những người khác trong cung, nhưng Đỗ Vận thì lại cảm thấy giống như có ngàn vạn xung điện đang đánh xuống. Mỗi một mảnh quang huy đều làm nàng đau đớn, thậm chí trên người còn nổi lên rất nhiều vết lốm đốm, loang lổ. Trời giáng Phật quang, nhận lấy! Phật âm oai nghiêm mênh mông của Hòa Thượng Tuệ Đồng vang vọng trong cả hoàng cung. Ẩn giấu dưới Phật quang, cơ bắp trên người nổi lên gân xanh, dùng sức chống đỡ áp lực để đưa Phật ấn trong tay. Sau một khắc, chữ vạn đột nhiên rơi xuống, Phật quang còn sáng hơn vài phần so với vừa rồi, chấn động ở Phi Hương cung, thậm chí cả hoàng cung cũng mãnh liệt hơn trước. Nhưng chẳng qua cung điện chỉ hơi rung động một chút mà thôi, áp bách cực lớn thật ra đến từ trong lòng mọi người. Tiếng gầm của yêu vật từ trong Phi Hương cung truyền ra, sáu cái đuôi trắng phóng lên trời, vung vẩy trong Phi Hương cung. Sau đó, cái đuôi cáo khổng lồ đảo qua chung quanh, trong phút chốc mái ngói của cung điện bị quét bay, tường viện sụp đổ. Trong tầng khói bụi mờ mịt, rốt cục một con hồ ly cực lớn đã hiện hình. Tất cả sáu cái đuôi hồ ly màu trắng khổng lồ đều hướng lên bầu trời, muốn đánh cho chữ vạn rơi xuống. Tại bề mặt tiếp xúc, một thanh âm xì xì không ngừng vang lên. Yêu khí vô tận va chạm với Phật quang, sinh ra từng đợt sóng khí như ảo, như sương. Bộ nong vuốt của hồ ly hơi cong cong, từng khối gạch đá trong hoàng cung bị giẫm nát, thân thể yêu quái khổng lồ phải gánh chịu áp lực cực lớn, bị đè xuống mặt đất. Đại sư, thiếp thân chính là linh hồn của Ngọc Hồ Động Thiên, có chút quan hệ với Phật môn. Ta, một không gây hại cho hoàng thất, hai không gây hại cho lê dân bách tính, gả cho hoàng đế Thiên Bảo Quốc, làm phi chính là phúc của Thiên Bảo Quốc. Đại sư là cao tăng Phật môn, há có thể không biết phân tốt xấu như vậy? Đáng tiếc là Hòa Thượng Tuệ Đồng chưa từng nghe qua về Ngọc Hồ Động Thiên gì đó. Mà dù biết rõ Hồ Yêu nói ra vào thời điểm này thì Ngọc Hồ Động Thiên kia chắc chắn rất khó lường. Nhưng Hòa Thượng Tuệ Đồng căn bản không chịu nể mặt và cũng không có ý định cho ghi nợ. Dù cho cái gọi là Ngọc Hồ Động Thiên thực sự rất khó lường đi chẳng nữa. Sau lưng Đại sư Hòa Thượng cũng không phải không có người chống lưng, Kế Duyên và Phật Ấn Minh Vương đều ở đây. Cho nên vào lúc này, bất kể là Đồ Vận nói bao hoa trích chòe gì, thì Tuệ Đồng vẫn không động đậy như cũ. Đừng tờ phát tiền được giấu trên người đang dần tiêu tan, không ngừng tăng cường Phật ấn của bản thân. Chính là dùng hình thức tương tự như chiến đấu để áp chế nàng ta. Kim quang của chữ vạn càng ngày càng mạnh mẽ. Áp lực mà Đồ Vận cảm nhận được cũng càng lúc càng lớn. À ta nghiến răng, nghiến lợi, không còn tâm trí nói thêm cái gì nữa. Yêu cốt toàn thân rung lên kéo kẹt, cảm giác đau đớn trên người càng ngày càng mạnh hơn. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào chữ vạn trên bầu trời đã hóa thành một kim bát khổng lồ. Kim bát ấn, hỏng bét rồi. Trong lòng Đồ Vận chấn động, chẳng trách tại sao lại khó có thể thoát thân như vậy. Nàng ta lại nhìn cái đuôi của mình, trong sáu đôi hồ đi thì đã có vài cái rơi vào trong kim bát. Đại sư, ngài thực sự dứt khoát như thế ư? Không thể tha cho thiếp thân một con đường sống sao? Đồ Vận vội vàng suy nghĩ kế sách thoát thân. Gã hòa thượng này có Phật pháp cao thâm, không thể địch nổi. Ở bên ngoài hình như cũng có trận pháp cấm chế. Nơi này cơ hồ đã trở thành một lồng giam. Xem ra chỉ có thể bắt đầu từ khoảng vạn người đang ở trong hoàng cung mà thôi. Ngã Phật từ bi, Bần Tăng sẽ siêu độ cho người. Nghe được tiếng Phật hiệu này của Hòa Thượng Tuệ Đồng, Đồ Vận giận đến mức muốn hộc máu.
yêu khí như lửa đốt, cả người bộc phát yêu lực. Con lừa trọc đáng chết, muốn siêu độ ta thì ít nhất cũng phải lấy hết người trong tòa thành này chôn cùng với ta. À ta đột ngột rút ra một cái đuôi cáo, đồng thời nâng một móng vuốt sắc bén lên. Đuôi cùng với móng vuốt bén nhọn lần lượt quét tới các gian phòng trong phi hương cung. Cùng lúc đó, từng đợt yêu quang sắc bén cũng quét về phía cấm quân đang bày thế trận sẵn sàng chờ đón quân địch ở xung quanh. Cuồng phong gào thét, khí tức tê liệt, khu vực gần phi hương cung có ánh sáng mơ hồ hiện ra, yêu quang lợi hại của hồ yêu vặn vẹo. Có người đụng vào nhau, có người bay lên bầu trời. Trên mặt đất giống như bị lưỡi đao sắc bén thật lớn cài qua, từng khe rãnh dài, hẹp xuất hiện. Ở bên ngoài, từng bó đuốc của cấm quân bị thổi tắt. Không ít người đều có vết rách trên áo giáp, trên người cũng xuất hiện từng miệng vết thương. Có người ngã xuống, có người quay cuồng, tiếng kêu la thảm thiết khắp nơi. Đứng dậy, duy trì trận hình, không ai được lùi bước, không ai được lùi bước, người trái mệnh, chám. Thống lĩnh cấm quân giơ cao lợi kiếm, vận đủ chân khí hét thật to phía trước đại trận. Rất nhiều cấm quân đỡ nhau đứng dậy. Ai có thương thế tương đối nặng thì được đưa đến vị trí sau. Ở đó có người băng bó vết thương và trị liệu. Tuy rằng cấm quân trong trận đều đẫm máu, nhưng phần lớn chỉ là bị thương. Sau khi yêu quang sắc bén đụng tới, chỉ có một phần nhỏ đánh vào vòng vây cấm quân. Sau đó lại bị sát khí trong quân xông đến thất tinh, bát lạc. Yêu hồ khẽ thở dốc, hiệu quả này kém xa so với trong tưởng tượng của nàng. Sau khi luồng khá sáng sắc bén như kim loại kia bị thay đổi, lại bị kim sát chi khí của cấm quân xông lên. Lúc ra đến bên ngoài thì quả thực đã chẳng khác gì một trận gió hơi lớn một chút mà thôi. Không thể ảnh hưởng đến khu vực bên ngoài phi hương cung, chứ đừng nói chi là ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng cung. Đoại đồng nhíu mày, lại có mấy đồng pháp tiền tiêu tan. Trong miệng không ngừng niệm tụng kinh Phật. Kim bát trên bầu trời lại lớn hơn vài phần, tựa như một tòa kim sơn khổng lồ, thong thả mà kiên định đập xuống phía dưới. Yêu hồ cảm thấy cái đuôi và móng vuốt của mình càng ngày càng nặng. À ta không ngừng bộc phát yêu lực giãy giụa, yêu quang và cuồng phong liên tục quét về chung quanh phi hương cung. Tuy rằng cấm quân nhiều lần bị quật ngã, nhưng lại càng cảm thấy can đảm hơn. Vì thống lĩnh phía trước đôn đốc, người khi bị thương thì dựa đứng sát vào nhau, hơn nữa không ngừng hội tụ từng đợt thanh âm tràn nhập sát khí. Giết! 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 Theo tiếng hô giết cùng nhau xuất hiện, còn có cả tiếng cấm quân cầm binh khí có đuôi dài đập xuống đất. Hơn 2.000 cây trường thương, trường kích cùng nhau nện xuống, bộc phát ra sóng âm hòa chung với Phật âm của Tuệ Đồng. Phật môn tường hòa, Phật quang chiếu rọi, quân sát đạo khí vậy mà được tăng cường từng đợt. Trong vòng vây của cấm quân, hầu như phân nửa binh sĩ mặc áo giáp nhuốm máu có khí diễm tăng vọt. Toàn bộ quân lính trong trận đều hình thành nên một loại cảm giác cứng rắn như sắt thép, tựa như từng ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Kế Duyên đứng ở trên nóc cung điện phụ cận, đón làn gió khẽ thổi qua trong bóng đêm. Hắn nhìn cảnh tượng Phật quang chân chính, sát khí trùng thiên cách đó không xa. Yêu khí của lục vĩ yêu hồ đồ vận đến giờ phút này đã hoàn toàn bị áp chế. Ta có chết cũng không để các ngươi được sống dễ chịu. Giờ khắc này, dù đồ vận trong lòng sợ hãi, nhưng thanh âm gào thét có chút điên cuồng. Sau đó trong miệng yêu hồ khổng lồ phun ra một viên châu tràn nhập bạch quang. Chỉ là viên châu này vừa mới xuất hiện, một đạo ngân quang chợt lóe lên đánh vào viên châu, ép viên châu quay về trong bụng hồ yêu. Một khắc sau, tiếng kêu thê lương thảm thiết của đồ vận vang vọng. Khí lực toàn thân giống như bị một kích này rút đi phân nửa. À ta không thể tiếp tục chống lại sức mạnh của kim bát nên sợ hãi hốt hoảng gào lên. Bệ hạ! Bệ hạ! Một nhảy ân ái, vợ chồng trăm năm! Bệ hạ! Tuy ta là hồ yêu, nhưng ta là linh hồ ít ỏi trong thiên hạ. Ta ái mộ ngài, cùng bệ hạ kết làm phu thê, cũng dùng hết phương pháp làm cho bệ hạ vui vẻ. Ta chỉ hận yêu thể này không thể sinh con cho bệ hạ. Ta đối với bệ hạ là một mảnh thâm tình, hòa thượng này muốn giết ta. Bệ hạ, cứu ta. Bệ hạ, các người đều là tướng sĩ Thiên Bảo Quốc, lại cùng một hòa thượng khi nhục phi tử của bệ hạ. Ta luôn lưu tình chưa từng giết một ai trong các ngươi cả. Thanh âm vô cùng bi thương,
liên tục khóc lóc kể lể, khiến cho không ít người trong cấm quân lộ vẻ dao động. Hoàng đế Thiên Bảo Quốc trốn ở phương xa nghe thấy nàng cầu xin rất thê thảm thâm tình, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn mơ hồ, nhịn không được chạy về phía Phi Hương Cung. Bệ hạ không thể đi được. Bệ hạ, bên kia đang bắt yêu mà. Bệ hạ, đó nhất định là do yêu quái mê hoặc. Mấy thái giám bên cạnh vây lại cũng tỉnh táo hơn, ai nấy cũng không để ý nhiều như vậy, nhao nhao tiến về khuyên giải, thậm chí trực tiếp đứng chặn đường của Hoàng đế Thiên Bảo. Bệ hạ! Một thanh âm rung trời thật lớn vang lên, kim bát cực lớn rốt cục cũng rơi xuống, che Lục Vĩ Yêu Hồ kê lại, chặn hết thảy tất cả tiếng kêu rên thảm thiết thê đương. Tất cả cuồng phong gào thét, vào giờ phút này toàn bộ đều biến mất, chỉ có hai kim quang ảm đạm của kim bát đang úp lên trên đống phế tích ở Phi Hương Cung. Tuệ Đồng lần đầu tiên xuất ra pháp ấn Phật môn mạnh như vậy, y biết lỗ hổng phía dưới kim bát cũng không phải nhược điểm. Khi đã đến bước này, yêu quái không có khả năng chui xuống đất chạy trốn. Tuệ Đồng khẽ run rẩy thở ra một hơi, tuy trên người vẫn còn từng trận Phật quang như trước, sau lưng lại là thất thải quang luân không tiêu tan. Nhưng một cỗ cảm giác choáng váng dâng lên, thân thể cũng không chịu nổi mà khẽ lay động vài cái. Chỉ là dưới tình huống này, không ai nhận ra vị cao tăng này đã tới núp nỏ mạnh hết đà rồi. Lúc này, Hoàng đế Thiên Bảo Cốt rốt cuộc chạy tới ngoài Phi Hương Cung. Hoàng thượng giá lâm! Thái giám hô to một tiếng, cấm quân bên ngoài rối rít nhường đường sang hai bên. Thái giám và thị vệ của hoàng đế đi theo nhìn về đám cấm quân này, phát hiện rất nhiều người đều bị thương. Đây đều là những vết thương nhỏ, dày đặc. Trên người còn có vết máu, nhưng vẻ mặt phấn khởi thể hiện sĩ khí cao ngất của bọn họ. Toàn bộ Phi Hương Cung dễ thấy nhất chính là cái kim bát cực lớn tỏa ra hào quang kia. Tiếp theo chính là Hòa Thượng Tuệ Đồng bị vây trong Phật quang. Tuệ Đồng đại sư, Huệ Phi nàng. Hoàng đế tới gần Hòa Thượng Tuệ Đồng, thanh âm có chút buồn bã, mất mát. Vừa rồi Huệ Phi khóc lóc thảm thiết cầu cứu, làm cho gã đến bây giờ vẫn còn thấy vô cùng khó chịu, còn có cảm giác áy náy, mãnh liệt. Hòa Thượng Tuệ Đồng bình phục hơi thở một chút, nhìn về phía Hoàng đế bên cạnh. Hiện tại Đại Minh Vương Phật, bệ hạ không cần tự trách mình, yêu nghiệt kia chính là Lục Vĩ Hồ Yêu, cực giỏi mê hoặc lòng người. Tối nay, nàng ta còn dẫn những yêu tà khác muốn diệt trừ ta làm loạn kinh thành. Hoàng hậu mấy lần sinh non cũng do yêu quái này quấy phá. Nàng ta còn mang quỷ kế muốn lật đổ sơn hà của Thiên Bảo Quốc. Thực sự là trừng phạt đúng tội. Trong lúc nói chuyện, Tuệ Đồng duỗi tay ra, kim mắt cực lớn trong Phi Hương Cung chậm rãi bay lên. Hơn nữa, không ngừng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một cái chén vàng cỡ bình thường đáp trong lòng bàn tay y. Đây cũng là nguyên nhân làm cho Tuệ Đồng tiêu hao phân nửa số pháp tiền sau khi dùng kim bát ấn. Chỉ cần kim bát không bị phá vỡ hoặc là Phật pháp không bị hao hết, thì kim bát này vẫn còn tồn tại. Không đến mức dùng quá nhiều Phật pháp như vậy để rồi tiêu tán mất. Vậy thì quá lãng phí. Có kim bát ở đây, Hòa Thượng Tuệ Đồng có thể dùng Phật pháp của mình duy trì, mặc dù việc tu hành sẽ có chút mệt mỏi, nhưng đáng giá. Vào khoảnh khắc Tuệ Đồng cầm lấy kim bát vào trong tay, trong ý cảnh sơn hà của kế duyên, một quân cờ hóa thành ngôi sao chợt sáng lên. Trong cảm thụ của kế duyên, đan khí bên trong ý cảnh đan lô của bản thân vào giờ khắc này không còn là trong trạng thái thẩm thấu từng chút một về phía quân cờ nữa, mà có một lượng lớn đan khí từ ý cảnh đan lô xuất hiện, bay lên không trung rồi dung nhập vào trong quân cờ. Tình huống này cũng từng xuất hiện trước kia, nhưng rất hiếm, sớm nhất là khi Doãn Triệu Tiên còn đang dạy học ở huyện Ninh An. Lần này quân cờ biến hóa như vậy cũng đã ảnh hưởng đến tâm thần của kế duyên. Hắn bèn thất thần nhìn vào bên trong ý cảnh. Những quân cờ kia trông rất dễ thấy giữa bầu trời với hàng loạt ánh sao. Quân cờ trắng vừa sáng tỏ, trong khi quân cờ đen thì u ám và thâm thúy. Quân cờ đại biểu cho Hòa Thượng Tuệ Đồng kia đang được đan khí vần quanh, hiện ra giữa một vầng kim sắc. Trên bầu trời còn có các quân cờ tỏa ra hào quang hưởng ứng, trong đó có cả ánh sáng trắng lẫn tối.
nhưng phần lớn là đến từ các quân cờ đã gần ngưng thực rồi. Ngay lúc vầng sáng này hiện lên giữa bầu trời ý cảnh, Kế Duyên có thể trông thấy trên không trung có rất nhiều ngôi sao quân cờ trong trạng thái mơ hồ. Số lượng của chúng nhiều hơn vượt bậc so với các quân cờ đen trắng đang treo trên bầu trời kia. Tại thời khắc vầng sáng giảm đi, những hư ảnh ấy cũng dồn dập tự ẩn mình. Pháp tướng đỉnh thiên lập địa của Kế Duyên đứng giữa ý cảnh sơn hà, phảng phất có thể chạm tay tới tất cả các ngôi sao trên trời. Ánh mắt lạnh nhạt của hắn hơi nhếch lên quan sát sao trời, trong khi gương mặt lộ ra vẻ trầm tư. Duyên lành lần này, thay vì nói Phật quang đại biểu cho hòa thượng tuệ đồng, chẳng bằng nói đó là đại diện cho trí tuệ của Bồ Đề. Vô quang, vô ám, không phân chính tà đối lập. Dưới ánh sáng của quân cờ dẫn dắt cho Kế Duyên trông thấy được rất nhiều ngôi sao ẩn. Những ngôi sao ấy đều là kẻ từng có gút mắc với Kế Duyên. Dưới cái nhìn của hắn, những kẻ đó đều có duyên pháp liên quan đến chúng sinh hữu tình dù sâu hay cạn, cũng bao gồm cả nhân loại, yêu, tình quái. Có lẽ khoảng cách để bọn họ chân chính hóa thành quân cờ là một lời hứa hẹn với Kế Duyên, hoặc giả là một sự tình nào đó mang đến tính chất tương tự. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến sự trưởng thành của bọn họ cả. Cho dù là có ngôi sao ẩn, cũng đã tạo ra được cảm giác khác biệt với hết thảy mọi người. Kỳ thực Kế Duyên sớm có một vài suy đoán về chuyện này. Sự kiện hiện tại chính là để ý cảnh trông càng rõ ràng hơn mà thôi. Ngược lại, tâm tư của hắn cũng không hề dao động, cũng không cứng rắn muốn bọn họ lập tức hóa thành quân cờ. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên, và nếu bàn về phép tự nhiên, cái gọi là kỳ đạo âm dương liên quan đến sinh sôi vạn vật, thật ra cũng là như thế. Trước kia Kế Duyên cho rằng cái gọi là quân cờ sẽ đại biểu cho một hoặc một vật, bao gồm việc quan sát quân cờ, dưỡng cờ, giữ cờ rồi hạ cờ. Thế nhưng mà một số quân cờ lại có tình huống hơi đặc thù, ví dụ như một nhà tả gia. Hiện giờ Kế Duyên đã có thể thông thấu nhiều hơn, cái gọi là quân cờ có thể đại biểu cho một người hoặc một vật. Nhưng thành cờ và hạ cờ có thể phân biệt, nhưng cũng chưa chắc là có thể phân biệt rạch ròi. Đạo lý sinh ra quân cờ phải tuân theo sự huyền diệu của thiên địa tự nhiên. Ví dụ như Đỗ Hành, Yến Phi đều thuộc về giới hiệp sĩ giang hồ. Mặc dù đều đã là thành cờ, nhưng tuổi thọ của phàm nhân có là bao. Ngay cả Yến Phi có lẽ cũng có thể đột phá được cực hạn của sự sống, bước vào một con đường võ đạo. Nhưng thế thì còn những người khác thì sao? Mãi đến khi gặp được Tả Vô Cực, Kế Duyên mới có thể trông thấy được đáp án này. Đây cũng giống như việc cha truyền con nối chính là một hình thức khác của quá trình kéo dài sinh mệnh. Vậy một nước cờ này cũng như thế. Có lẽ trăm năm về sau, thế giới này đã không còn Đỗ Hành, Vương Khắc hay thậm chí là Yến Phỉ nữa. Nhưng trăm năm về sau, dấu vết của bọn họ vẫn tồn tại tại giới giang hồ và trên võ đạo với hình thức phá cũ, lập mới. Vẫn còn đâu đó bóng dáng của Tả Vô Cực. Chỉ trong chốc lát, Kế Duyên đã suy nghĩ nhanh hơn tia chớp. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía xa xa. Yêu khí trong Phi Hương Cung đều đã tiêu tán, tất cả đều bị hút vào một không gian bên trong Kim Bát ẩn. Nơi đó, sát khí từ quân trận vẫn chưa tiêu tan, hòa lẫn với Phật quang mông lung. Kế Duyên thò vào trong ống tay áo, lấy một tờ giấy trắng ra. Kế tiếp, hắn mở tờ giấy theo hướng đón gió. Một lát sau, trong và ngoài hoàng cung đều có từng đạo mặc quang mờ mịt bay lên. Chính là đám chữ nhỏ bày trận trước đó. Lúc đám chữ nhỏ kia trở về, cả khu vực xung quanh Kế Duyên đều râm ran những tiếng trò chuyện. Dù đã cố hạ thấp âm điệu, nhưng vẫn đầy vẻ phấn khích. Đại lão gia, chúng ta lợi hại không? Đại lão gia, chúng ta vừa giúp ngài bắt yêu đấy. Đại lão gia, chính là ta bắt con hồ yêu kia ngược trở về. Còn có ta nữa. Đại lão gia, ngài thấy chúng ta xoay chuyển yêu quang sắc bén như thép kia không? Kế Duyên quan sát đám chữ nhỏ kỹ lưỡng, sau đó mỉm cười gật đầu, phụ họa bọn chúng. Ừ, lợi hại, rất lợi hại. Ừ, các ngươi đã tiêu tốn nhiều công sức rồi, ta thấy được tất cả. Sau mười mấy nhịp thở, tất cả bọn chữ nhỏ đều trở lại kiếm ý thiếp. Nhờ thế mà khu vực xung quanh Kế Duyên cũng an tĩnh lại.
bọn nhóc này đều rất nỗ lực trong đêm nay. Vậy nên ai cũng mệt mỏi cả. Dù tinh thần phấn khởi, thế nhưng là chưa đủ để triệt tiêu sự mệt mỏi trên thân thể chúng. Vừa vào kiếm y thiếp, tất cả đều chìm vào giấc ngủ rồi bắt đầu tu hành. Hạc giấy nhỏ lúc này cũng vỗ cánh trở về, đáp xuống vai Kế Duyên. Kế Duyên nhìn con hạc giấy vừa hạ xuống này, khẽ cười mà nói. Cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn học. Tại sao ngươi không học cách nói chuyện chứ? Hạc giấy nhỏ nhìn Kế Duyên vươn một cánh ra rồi sờ vào cái miệng giấy của mình. Thấy vậy Kế Duyên lắc đầu. Ngươi không mở miệng được, đó là do ngươi cảm thấy mình không có miệng à? Vậy là tu hành chưa đủ rồi. Sau khi cười xong, Kế Duyên rời bước ra khỏi nóc nhà, dẫm lên thanh phong mà rời khỏi hoàng cung. Bên ngoài Phi Hương cung, lúc này Hồ Yêu đã bị thu hồi. Nhưng trái lại, Hoàng đế Thiên Bảo Quốc lại có chút mất mát. Nhưng cũng chỉ có thể che giấu kín trong lòng mà thôi. Đối với việc Hòa Thượng Tuệ Đồng hàng yêu phục ma, y vẫn vạn phần cảm kích. Trước mặt mấy ngàn tướng sĩ cấm quân và mọi người nơi hậu cung, y hành đại lễ cảm tạ trước mặt Tuệ Đồng. Không những thế, còn mời Hòa Thượng Tuệ Đồng ở lại nghỉ ngơi qua đêm tại Hoàng cung. Tuy vậy, Hòa Thượng Tuệ Đồng đương nhiên sẽ không tiếp nhận cho loại đề nghị này. Vẫn muốn trở về dịch trạm nghỉ ngơi. Kinh thành đêm nay, tuy khoảng một nửa dân số trong thành bị đánh thức, nhưng phần lớn là bởi vì tiếng gầm to bên ngoài lúc trước. Nhưng trong lúc vọng vào trong thành cũng chỉ là một loại ồn ào vang dội mà thôi. Âm thanh ấy tựa như tiếng sấm sét giữa đêm đông. Giờ phút này cũng đã dần yên ổn. Hơn nữa, ngoài thành cũng không tổn hại bao nhiêu, nên đến khi Hòa Thượng Tuệ Đồng trở về thì cả thành vẫn yên tĩnh an bình như cũ. Trong dịch trạm bên ngoài Hoàng Cung, Sở Như Yên, Lục Thiên Ngôn và Cam Thanh Nhạc trong bộ dáng dù băng bó kín mít nhưng vẫn tung tăng chạy đoạn kia cũng không hề đi ngủ. Dù biết có Kế Tiên Sinh ở đây, nhưng Tuệ Đồng Đại Sư vào cung trừ yêu giữa đêm khuya vẫn khiến bọn họ mất ngủ cả đêm. Vì có trận chữ, đối với cảm quan của bọn họ thì Hoàng Cung vẫn im ắng như tờ, chẳng rõ tình hình bên trong ra sao. Đang sốt ruột, Hòa Thượng Tuệ Đồng trong bộ cà sa màu đỏ và tăng bào màu trắng đã đến bên ngoài dịch trạm. Còn chưa tiến vào bên trong dịch trạm, y đã thấy Kế Duyên đang đứng chờ ở nơi đây. Tuệ Đồng vội vàng tiến lên hai bước, hành Phật lễ rồi ân cần hỏi thăm. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, Kế Tiên Sinh, bần tăng may mắn không làm nhục mệnh, đã thu được yêu hồ kia. Nói xong, phần tăng bào bên dưới cánh tay của Hòa Thượng Tuệ Đồng mở ra. Trên cánh tay phải của y là một cái bình bát màu vàng. Nhưng lúc này cũng chẳng phải bộ dáng Phật quang rực rỡ gì, thay vào đó là một màu ảm đạm. Kế Duyên chắp tay về phía Hòa Thượng Tuệ Đồng, xem như đáp lễ. Tiếp theo hắn tiến lên một bước đến gần, rồi nhìn vào bên trong. Dưới pháp nhãn của bản thân, Kế Duyên có thể mơ hồ trông thấy hư ảo của một con lục vĩ hồ. Càng có thể nhìn thấy một chữ vạn chiếu rọi cố định trên đó. Bằng cách này, nguyên khí, yêu khí và lệ khí còn sót lại của yêu hồ sẽ bị tống khứ đi. Hơn nữa, Tuệ Đồng còn có thể tụng niệm kinh Phật với chiếc bình bát này mỗi ngày. Theo một ý nghĩa nào đó, kẻ như đây đã đạt đang siêu độ thay cho đồ vận, cũng chính là không hề vi phạm lời hứa. Thủ đoạn kim bát ấn của Tuệ Đồng Đại Sư thực là tinh diệu. Chẳng ai lại tin đây là lần đầu tiên dùng đến cả. Dù là người xuất gia, Hòa Thượng Tuệ Đồng vẫn có chút kích động. Tiên sinh quá khen, nếu không nhờ pháp tiền mà ngài đưa cho, tiểu tăng chắc chắn không có khả năng dùng được kim bát ấn này. Tiên sinh, đây là 5 đồng pháp tiền còn lại. Được giữ lại kim bát tu trì mỗi ngày đã là một ân huệ to lớn, thế nên tiểu tăng không dám lưu pháp tiền này. Nhìn pháp tiền to như đồng tiền phổ thông trong tay Tuệ Đồng với bộ dáng mạ vàng, rực rỡ, Kế Duyên đưa tay lấy lại 3 đồng. Người cứ giữ lại 2 đồng kia, đêm đã khuya, trở về dịch trạm nghỉ ngơi thôi. Ngày mai hoàng đế còn muốn phong thưởng ngươi. Lần sau lần này, thanh danh Đại Lương Tự chắc chắn sẽ gây nên chấn động tại Thiên Bảo Quốc. Nói xong, Kế Duyên và Hòa Thượng Tuệ Đồng cùng tiến vào dịch trạm. Hôm nay, hắn sẽ ngủ nhờ dịch trạm, không cần phải đi đến các chuồng nữa. Dù sao thì sáng sớm ngày mai sẽ có người đi đến gõ chuông, mà cảm giác ấy cũng không dễ chịu cho lắm. Trong Thiên Bảo Quốc,
kỳ thực vẫn còn Thiên Khải Minh hoặc yêu ma có liên quan đến Thiên Khải Minh. Do đó sẽ có người nhận ra điều gì đó không thích hợp, nhưng cũng có kẻ vẫn chưa hề biết gì. Trong mộ Khâu Sơn ngoài thành Liên Nguyệt, Thi Cửu đang ngủ say trong núi bỗng nhiên giật thót trong lòng. Gã thoáng choàng tỉnh, sau đó vội vàng bấm đốt ngón tay. Dù là thi tà, gã vẫn có năng lực bấm đốt ngón tay mà tính toán. Từ đó có thể thấy rằng vẫn có một vài năng lực thuộc về tiên đạo mà gã có thể dùng đến. Quả nhiên đồ vật đã bị xử lý. Sau khi biết được tin tức này, Thi Cửu bèn độn địa mà đi, một mạch thẳng đến hoa viên bên trong Huệ Phủ tại Liên Nguyệt Phủ Thành. Không bao lâu sau, Huệ Phu Nhân Liễu Sinh Yên cũng vội vàng đi đến hoa viên. Trông thấy một cương thi với ánh mắt có hồng quang quỷ dị sâu thẳm đang đứng yên bên trong bóng tối tại đó. À, bất chợt cảm giác sợ hãi theo bản năng. Thi Cửu đại gia, tại sao ngài lại tới đây? Thi Cửu vờ như không biết gì cả, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Chẳng rõ vì sao mà tâm tư của ta rất bất ổn vào đêm nay, thế nên tìm cách tính toán thử, chỉ cảm thấy đồ vận bị hung tinh từ trên cao chiếu rọi. Ta e rằng đã có chuyện lành ít dữ nhiều rồi. Nàng ta ở tận sâu trong Hoàng Cung Thiên Bảo Quốc, lại có tên Hoàng đế kia yểm hộ, rốt cuộc là vì sao mà bị tai ách chiếu vào? Liễu phu nhân, có cao kiến gì không? Ta thiếp thân cũng không rõ, đồ vận tỷ tỷ thực sự gặp chuyện rồi ư? Nét hoảng hốt chỉ thoáng qua trong mắt của Liễu Sinh Yên, sau đó lập tức được giấu kín. Hoặc nói, đã chuyển đổi loại bối rối này trở thành một biểu hiện khi nghe đồ vận xảy ra chuyện. Mà kiểu sợ hãi mờ mịt này, theo quan điểm của Liễu Sinh Yên, đám người Thi Cửu và đồ vận cũng không biết kế duyên đã đến. Cũng đồng nghĩa với việc không biết rằng đã bán đứng đồ vận trước đó. Không sai, tuy ta tu thi đạo nhưng cũng am hiểu bói toán. Lần này e gặp phải nhân vật lợi hại, có lẽ đồ vận không thể chạy thoát, cũng không rõ là cao nhân phương nào đi ngang qua. Tốt hơn hết là ngươi nên chuẩn bị bước để rút lui đi. Quan hệ giữa ngươi và đồ vận tại nhân gian rành rành ra đấy, rất dễ bị vị cao nhân kia tính toán ra được. Ta đến đây chủ yếu để nhắc nhở ngươi chuyện này. Sắc mặt của Liễu Sinh Yên thay đổi liên tục, giống như là đang suy nghĩ. Rồi bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo đi, thân thể run lên trong vô thức. Mà cũng vì sự phản ứng kịp thời như thế, trong đôi mắt Thi Cửu cũng tỏa ra một đường hồng quang, nhìn chăm chăm vào cổ Liễu Sinh Yên, trong khi đôi răng nanh của gã ta cũng kề sát vào chiếc cổ trắng nõn của ta. Ôi, tại sao ta cứ có cảm giác như ngươi tiết lộ hành tung của đồ vận nhỉ? Không có, tại sao ta làm thế? Đồ vận tỷ tỷ đối đãi với ta rất tốt, chúng ta đều là hồ tộc mà, lại cùng nhau làm đại sự, ta sao có thể hại tỷ tỷ được? Cánh tay của Liễu Sinh Yên cũng bị chế trụ mất rồi. Cảm giác có một cơn lạnh lẽo đang chạy dọc khắp người. Loại cảm giác bị răng nanh của một cương thi khủng khiếp kề sát vào cổ không khác gì một con da cầm đang nằm dưới vuốt của một con thú dữ. Máu hồ có mùi nồng quá. Hy vọng người không lừa ta. Thi Cửu buông Liễu Sinh Yên ra, chậm rãi lui vào bóng tối. Chưa kịp nhìn thấy gã bỏ đi thế nào. Khi nhìn về bóng tối, Liễu Sinh Yên đã không còn trông thấy bóng dáng của Thi Cửu đâu nữa. Trong lần bỏ chạy này, Thi Cửu không quay lại mộ Khâu Sơn mà thi pháp truyền tin cho đồng bạn trong Thiên Khải Minh còn đang ở Thiên Bảo Quốc, để chúng giữ cảnh giác ở mức nhất định. Sau khi làm xong mấy việc này, Thi Cửu lập tức bỏ trốn, cứ rời khỏi Thiên Bảo Quốc trước một bước. Về phần những người khác có rời đi hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cả. Dù sao, người có thể chân chính định đoạt ở Thiên Bảo Quốc cũng chỉ có đồ vật. Cùng lúc đó, Hòa Thượng Tuệ Đồng và Kế Duyên đã trở về dịch trạm. Bây giờ bọn hắn rốt cục cũng đã được thảnh thơi. Việc đầu tiên kể đến không phải là chuyện phục yêu trong Hoàng Cung, vì dù sao lúc ấy Kế Tiên Sinh cũng đang ở trong Hoàng Cung. Chuyện mà Hòa Thượng Tuệ Đồng nói nhiều nhất chính là về Cam Thanh Nhạc, Cam Đại Hiệp. Dường như y cực kỳ hứng thú với y. Sau đêm khuya, đám người Kế Duyên lần lượt chìm vào trong giấc ngủ trong dịch trạm. Cả kinh thành đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh từ lâu. Ngay cả trong hoàng cung cũng vậy. Khi ở trong mộng, dường như Kế Duyên vẫn có thể cảm nhận được tất cả biến hóa xung quanh. Có thể nghe thấy được tiếng ho khan trong nhà dân chúng nào đó ở phương xa, thành âm cãi vã hay những tiếng nói mớ trong giấc mơ. Vào ngày 26 tháng Chạp, thời tiết đại hàn, Kế Duyên tự tỉnh giấc trong gian phòng tại dịch trạm. Ở bên ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp,
báo hiệu là một ngày mưa mà hắn thích nhất. Hơn nữa đây là cơn mưa không lớn, không nhỏ, cực kỳ thích hợp. Hết thảy mọi thứ của thế gian đều hết sức rõ ràng trong tai của Kế Duyên. Đêm qua có yêu quái ngự thủy nào đó chết đi. Vốn có thủy trạch tinh khí tán ra nhưng Kế Duyên không ra tay can thiệp. Cơn mưa này là chuyện tất yếu, hơn nữa sẽ kéo dài tới 2-3 ngày. Kế Duyên mở mắt, ngồi dậy tựa vào tường. Hắn không cần mở cửa sổ, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng mưa bên ngoài. Ở trong tay hắn, mỗi một giọt nước mưa đều có một thanh âm khác nhau, giúp hắn khắc họa ra hình ảnh chân chính về kinh thành của Thiên Bảo Quốc. Kế Duyên sống trong một tiểu viện riêng biệt ở Dịch Trạm. Vì hiểu rõ thói quen sinh hoạt cá nhân của Kế Duyên, sứ đoàn Đình Lương Quốc nghỉ ngơi ở trong khu vực của mình. Không ai rảnh rỗi chạy tới đây quấy rầy hắn, nhưng thực ra Kế Duyên vẫn luôn nghe được tất cả động tĩnh của Dịch Trạm. Kể cả chuyện đám người Huệ Thị đi theo sứ đoàn cùng lên kinh đều đã bị cấm quân bắt đi. Sau khi nghe tiếng mưa rơi một lúc, Kế Duyên cũng nghe được những tiếng bước chân đang lưỡng lự bên ngoài. Cam Đại Hiệp, Kế Mỗ đã dậy rồi, tiến vào đi. Cam Thanh Nhạc đứng bên ngoài nghe vậy thì vui vẻ đẩy cửa ra. Gã nhìn thấy Kế Duyên ngồi xếp bằng ở trên giường. Chào buổi sáng, tiên sinh. Chào buổi sáng, Cam Đại Hiệp. Người cứ ngồi đâu tùy ý. Có chuyện gì thì nói đi. Vì đã thân quen với Kế Duyên những ngày qua, Cam Thanh Nhạc cũng không cảm thấy câu nệ. Gã ngồi trên ghế, xoa xoa một vết thương đã được băng bó trên cánh tay, đi thẳng vào vấn đề. Tiên sinh, ta biết rằng khi đối địch với yêu quái đêm qua cũng không phải do ta thực sự có thể chống lại yêu vật. Thứ nhất là có tiên sinh thi pháp tương trợ, thứ hai là máu ta có chút đặc thù. Ta muốn hỏi tiên sinh, máu huyết của ta... Cam Thanh Nhạc nói đến đây thì dừng lại, bởi vì gã quả thực cũng không biết rốt cục mình nên hỏi cái gì. Kế Duyên hơi cân nhắc một chút, không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã, mà bắt đầu suy tư ra từ một góc độ khác. Trong máu thường nhân thì có dương khí rồi sao? Những dương khí này bình thường ẩn nội mà rất ôn hòa. Nhưng vật chí âm chí tà như cương thi và thi quỷ thích ở vùng đất âm tà và cũng thích hút máu người. Dùng cách này để hấp thu nguyên khí, đồng thời cũng theo đuổi âm dương điều hòa ở một mức độ nhất định. Kế Duyên nói xong nhìn về tầm mắt phía trước với bộ râu đỏ và vết thương trên người của Cam Thanh Nhạc. Kể từ đêm qua, màu tóc của Cam Thanh Nhạc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại như bình thường. Như Cam Đại Hiệp, dương khí trong máu lộ ra ngoài, chịu ảnh hưởng của võ nhân sát khí và việc uống rượu mạnh sau nhiều năm hành tẩu giang hồ. Vào lúc giao đấu kịch liệt thì như ngọn lửa cháy đỏ. Đây chính là dương sát xích viêm mà giới tu hành từng nói đến. Đừng nói yêu tà, ngay cả những người tu hành bình thường, khi bị máu của người hắt lên một chút thì cũng không dễ chịu gì. Vậy ta có thể đi vào con đường tu hành không? Cam Thanh Nhạc do dự một chút vẫn hỏi ra. Kế Duyên cười, biết Cam Đại Hiệp này vốn say lòng nhưng không phải vì rượu. Thực ra Cam Đại Hiệp có thể đi hỏi Tuệ Đồng Đại Sư một chút. Nghe được lời Kế Duyên, Cam Thanh Nhạc nhất thời sửng sốt. Hả? Ý tiên sinh là để ta làm hòa thượng ư? Cái này, cả mẫu chịu thôi. Chưa nói đến cái gì lục căn thanh tịnh. Hơn nữa bảo ta không ăn thịt nhiều lắm. Đây không phải là muốn mạng ta sao? Kế Duyên lắc đầu. Kế mẫu không nói ngươi đi làm hòa thượng. Phật môn chi pháp cho tới bây giờ chưa từng nói nhất định phải xuất ra. Toàn bộ tăng nhân quy y bản chất là hồi tâm để dưỡng Phật tính. Ta và cao nhân Phật môn đã từng bàn luận qua một hồi. Phật môn chi pháp về bản chất cũng là phương pháp tu hành. Có Phật ý, thậm chí chính ý đều có thể tu được. Cam Thanh Nhạc nhướng mày. Không cần bỏ rượu kiêng mặn. Ngươi nhìn những tín đồ thành kính của Phật môn đi, cũng không có mấy người bỏ rượu kiêng mặn cả. Có câu nói, rượu thịt đi qua ruột, Phật pháp lưu trong lòng. Lúc này Kế Duyên cười ha hả nói những lời này. Hòa thượng Tuệ Đồng vừa mới ra ngoài sân, nghe được lời Kế Duyên nói không sót một chữ. Y hơi sửng sốt, sau đó bước vào trong viện, rồi đi vào phòng. Chào buổi sáng, Kế tiên sinh. Chào buổi sáng, Cam Đại Hiệp. Tuệ Đồng Đại Sư chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Đại Sư. Cam Thanh Nhạc thấy Tuệ Đồng Hòa thượng đi tới, vừa rồi còn nghị luận chuyện hòa thượng, bây giờ lại thoáng cảm thấy có chút xấu hổ. Hơn nữa gã biết Tuệ Đồng Đại Sư tới tìm Kế tiên sinh nhất định là có chuyện, nên cáo từ đi trước. Chờ Cam Thanh Nhạc vừa đi, Hòa thượng Tuệ Đồng bất đắc dĩ cười nói. Tiên sinh, ta biết ngài thần thông quảng đại, mặc dù đối với Phật Pháp, Phật Đạo cũng có kiến giải,
Nhưng Tam Đại Hiệp nào có cảnh giới cao như ngài, làm sao có thể trực tiếp nói như vậy chứ? Kế mỗ đang giúp người đấy. Cam Đại Hiệp đã nói không ăn mặn còn được, chứ không uống rượu thì chẳng khác gì muốn lấy mạng của gã. Hơn nữa ta thấy gã cũng rất có hảo cảm với Lục thị quan kia. Đại hòa thượng nhà ngươi muốn như thế nào? Thiện tài Đại Minh Vương Phật. Hòa thượng Tuệ Đồng chỉ có thể hô một tiếng Phật hiệu như vậy, không trực tiếp đáp lời Kế Duyên. Y tu Phật đến nay đã gần trăm năm, không có lấy một đồ đệ. Nay nhìn thấy Cam Thanh Nhạc thì xem như là cực kỳ vừa ý. Dù kiểu người này kiểu gì cũng chẳng liên quan gì đến Phật môn, nhưng Tuệ Đồng cảm thấy gã có Phật tính. Tiên sinh có ý tốt, tiểu tăng hiểu được. Đúng như tiên sinh nói, trong lòng thanh tĩnh không bị ác dục quấy nhiễu, một chút giới luật buộc người không buộc tâm thì có lợi ích gì? Thấy vị hòa thượng Tuấn Mỹ không tưởng tượng nổi này lại nói mấy lời với dáng vẻ trang nghiêm này, Kế Duyên trực tiếp lấy ra Thiên Đấu Hồ. Đại sư nói không sai, đến, uống một chén nhà. Kế tiên sinh. Tuệ Đồng bất đắc dĩ, thấy vậy Kế Duyên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết hòa thượng này thật ra là một diệu nhân, có đôi khi rất biết đùa, không chừng hoạt động tâm lý cực kỳ đặc sắc. Được rồi, không nói đùa nữa. Đúng rồi, vậy hoàng đế có phong thưởng gì cho ngươi không? Tuệ Đồng khôi phục thần thái trang nghiêm, cười, lắc đầu nói. Hoàng đế Thiên Bảo Quốc muốn sắc phong ta làm đại pháp sư hộ quốc, còn muốn cho ta đảm nhiệm vị trí phương trượng ở Pháp Duyên Tự. Đấy, còn ban thưởng ngàn lượng hoàng kim và không ít gấm vóc tơ lụa. Công khai đào chân tường đây mà. Trưởng công chúa tức giận không ít nhỉ? Nàng cũng không tức giận lắm. Biết rõ tiểu tăng nhất định sẽ không vì những thứ này mà nhận làm hộ quốc đại pháp sư của Thiên Bảo Quốc đâu. Kế Duyên suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói. Thực ra tâm tính trưởng công chúa có chút nhanh nhạy. Kế Duyên nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, sau khi nhíu mày lại lộ ra vẻ tươi cười. Kế tiên sinh, làm sao vậy? Có chút ý tứ, thế cục không rõ, sinh tử của đồ vận cũng không biết. Kế mỗ không nghĩ tới lúc này còn có người dám vào kinh điều tra. Nghe Kế Duyên nói xong, Tuệ Đồng lập tức hiểu được người trong miệng Kế Duyên là chỉ loại nào. Đại sư, chúng ta đi xem một chút. Tiểu tăng đương nhiên cùng đi. Bởi vì có trận mưa này nên người đi đường ở kinh thành Thiên Bảo Quốc cũng không quá đông đúc. Tuy nhiên quầy hàng trên quầy nên bày ra vẫn phải bày ra. Người ra đường mua đồ vẫn không ít. Hơn nữa chuyện trong hoàng cung đêm qua dĩ nhiên đã được truyền khắp phố phường. Tuy nói không có bức tường nào không lọt gió, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Mà Kế Duyên và Tuệ Đồng cũng không quan tâm loại chuyện này. Hiển rõ ràng một chút quan hệ với hậu cung hoặc quyền thế. Hôm nay khách ít, mấy tiểu thương mở quầy hàng ở chợ cũng nhàn rỗi vô sự, tụ tập lại một chỗ ban tán chuyện bát quái. Ai, nghe nói chưa? Chuyện tối qua ấy. Có chuyện gì? Người biết Tuệ Đồng Đại Pháp Sư không? Hình như là cao tăng nối danh ở đỉnh Dương Quốc, mấy ngày trước không phụng chiếu vào kinh mà. Người bán hàng mở đầu đề tài, vẻ mặt hưng phấn. Các người chỉ biết một mà không biết thứ hai. Hoàng thượng vì sao lại ra chiếu chỉ mời đại sư đến đây? Bởi vì trong hoàng cung xuất hiện yêu quái, quấy cho hoàng cung không được an bình, đến nỗi triều cục dùng chuyển, lúc này mới phải mời Tuệ Đồng đại sư đến để thụ yêu. Hương mỹ nhân, Huệ Phi, có biết không? Đó lại là một con hồ ly tình đấy. Ai da, đúng vậy. Ui thật hả? Một nam tử dáng vẻ trẻ trung, tóc dài không búi đi ngang qua quầy hàng bên này. Gã dừng lại lắng nghe một hồi, nghe được những tiểu thương này thảo luận vội vàng mãnh liệt. Sau đó bước chân không ngừng, tiếp tục tiến về phía trước. Ai, trễ một bước. Người trẻ tuổi này cầm ô mặc áo trắng, cũng không có phụ kiện dư thừa, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, nhưng vẫn luôn bị bao phủ bởi một tầng mông lung. Tóc dài tán loạn, trong mắt người thường sẽ thuộc về kiểu vẻ mặt không hợp lễ nghĩa. Tóc tai bù xù, nhưng trên thân người này lại có vẻ cực kỳ tào nhã. Cũng không có người nào chỉ trỏ gã, thậm chí dường như không có nhiều người chú ý đến gã ta. Ở trong kinh thành cơn mưa này, vị khách áo trắng từng bước đi về hoàng cung, xác thực mà nói là đi về hướng dịch trạm. Rất nhanh, đã tới con đường ngoài dịch trạm. Nơi này không cho phép dân chúng bày hàng, hơn nữa hôm nay là ngày mưa, người đi đường gần như không có.
Ngay cả quân sĩ bình thường đứng canh gác bên ngoài dịch trạm cũng đều tránh mưa ở trong phòng bên cạnh. Nam tử cầm ô, ánh mắt bình tĩnh nhìn dịch trạm. Không bao lâu sau, ở trong tầm mắt của gã, có một hòa thượng mặc tang bào màu trắng tản bộ đi ra, đứng cách nam tử 6-7 trượng. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, thiện nhân được thiện quả, làm chuyện ác bị ác báo. Thí chủ nghĩ như thế nào? Nam tử che ô không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tuệ Đồng. Ở trên người hòa thượng này cũng không có Phật môn thần quang quá mạnh, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được Phật tính rất mạnh. Y có thể thu đồ vận, xem ra là ẩn giấu Phật pháp bản thân. Hòa thượng, đồ vận còn cứu được sao? Vào lúc này, trong lòng hòa thượng Tuệ Đồng vô cùng khẩn trương, bởi vì y không cảm nhận được chút pháp lực thần quang và yêu khí nào của người đối diện. Bồ đề Tuệ Nhãn nhìn lại thì chỉ có thể mơ hồ thấy một tia bạch quang, giống như ánh sáng khúc xạ vào quần áo trắng vậy. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, may mà kế tiên sinh còn chưa đi. Tuệ Đồng trong lòng căng thẳng, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ trang nghiêm và bình tĩnh của Phật môn, đồng thời dùng giọng điệu bình thản. Đồ thí chủ là Lục Vĩ Yêu Hồ, bần tăng không có khả năng lưu thủ, nên đã thu vào trong kim bát, chỉ sợ khó có thể siêu thoát. Nam tử che ô khẽ gật đầu, chậm rãi tới gần Tuệ Đồng. Ta và Phật môn coi như cũng có chút giao tình, đưa kim bát ấn cho ta, tha chết cho người. Trong nội tâm Tuệ Đồng đột nhiên nhảy dựng lên, y đè nén thân thể bất an, vững vàng đứng chắp tay, ánh mắt lộ ra bình tĩnh nhìn nam tử. Cũng chính vào lúc này, một nam tử mặc thanh sam tay áo rộng thùng thình cầm một cái ô từ dịch trạm bên kia đi ra. Hắn xuất hiện bên cạnh Tuệ Đồng, đối diện bạch sam nam tử thì mới dừng bước chân. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi tập số 155 của bộ truyện Lạc Kha Kỳ Duyên. Tập này làm ngắn chút, mình sẽ làm xong tập này sớm tí để còn đi xuống đi tắm, muộn quá rồi. Giờ là 11 giờ đêm, 11 rưỡi rồi. Thì mình xuống đi tắm cái xong lát nữa lại lên thu chuyện để phục vụ mọi người nhá. Mọi người thông cảm giúp mình, cái tập nó có ngắn chút thì cũng không sao nhá. Ok, giờ thì xin phép kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng hẹn gặp lại trong tập sau nhé. Bye bye.